Khi ấy, cụ Thọ thiện hiện Bạch Phật, bạch Thế Tôn có vị nào chưa đắc đại Bồ Tát bất thối truyền mà có khả năng trả lời đúng như thật như thế chăng? Phật dạy này thiện hiện có Đại Bồ Tát tuy chưa đắc bất thối chuyển, nhưng có khả năng đối với câu hỏi này trả lời đúng như thật. Này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát ấy tuy chưa đắc bất thối chuyển, nhưng thường tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, pháp bồ đề phần đã đắc tuệ giác thành thục sắc bén. Hoặc nghe hoặc chẳng nghe có khả năng trả lời đúng như thật như Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn có nhiều đại Bồ Tát tu hành quả vị giác ngộ cao tột, có số ít có khả năng trả lời đúng như thật như đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền vì đã tu hoàn hảo bậc trị hay chưa tu hoàn hảo bậc trị mà an trụ Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Này thiện hiện, vì có số ít đại Bồ Tát được thọ ký trí tuệ vi diệu ở địa vị bất thối chuyển như thế. Nếu có vị nào được thọ ký như thế thì đều có khả năng đối với câu hỏi này trả lời đúng như thật này thiện hiện nếu vị nào có khả năng trả lời đúng như thật thì nên biết đại bồ tát ấy căn lành lanh lợi thiên nhân a tố lạc vân vân trong thế gian chẳng thể phá hoại được